cũng sắp về rồi. Sao vẫn có một mình vậy? Tôi một mình thì anh cũng một mình đó thôi. Nè, vậy có phải là có thể hiểu là cô đang hẹn hò tôi không? Anh muốn nghĩ sao thì tùy, giờ tôi phải về nhà rồi. Vậy cho tôi cơ hội làm tài xế nha. Muốn chở tôi về à? Muốn làm sứ giả bảo vệ phái nữ hả? Được thôi, coi anh có bản lĩnh không. Định chơi trò lạc mềm buộc chặt. Thú vị. Tôi không tin không hạ được cô. Tại sao cảm giác của tôi dành cho cô khác với những cô gái khác chứ? Anh làm gì vậy? Tới rồi.